mời các bạn xem cẩn trọng tốc độ của tàu chạy nha các bạn. Tại anh em đang trong cái cảng ở trong Sài Gòn, anh đang chạy ra ngoài xe đạp đi ra Vũng Tàu nha các bạn. Đây quay zoom gần lại chút xíu này cho các bạn xem tốc độ của tàu buôn chạy ha. Trong đường đường sông thủy nội địa mà anh chạy cái này là cũng còn chắc có lẽ chưa hết công sức nha các bạn. Ra biển anh chạy còn ghê gớm hơn nữa, quá khứ luôn. Chị nổi sóng phía sau luôn này các bạn, kiểu như xà lan luôn ha. Sao còn chiếc nữa các bạn, ghê gớm lắm nè. Các bạn vứt cái lái xe đạp mình đây, cận cảnh cái chiếc này luôn ha, quá khứ cái mũi chạy à, đóng xịt khói luôn các bạn ơi. Đúng là tàu bự ống khói to luôn nha. Sống cái trước này các bạn, chạy dẹp sống cái trước này. Tốc độ khủng khiếp không? Đi dữ lắm nha các bạn. Chạy xịt khói đít luôn. Đây quay lại cận cảnh ở dưới cái quạt dịch và cái bánh lái nha. Phía sau là anh đang vượt theo anh phía trước này các bạn, anh chạy ngoài luồng luôn nha, chạy ngoài cái màu xanh luôn này các bạn. Đâu rồi, đây đây là cái chiếc phía sau nha, cái luồng bên kia nha các bạn, màu xanh là bên kia. Lúc nãy cái anh đi trước anh chạy cái luồng bên kia trong cái luồng của tàu buôn. Không các bạn ơi, tại mình nhìn nãy cái anh chạy luồng bảy luôn nha các bạn, chạy đúng luồng nha. Đây mình nhìn hơi xéo một tí à, anh chạy ngoài luôn luôn các bạn, phước phao xanh rồi đó, trên đi đường tắt luôn. Anh
sau này máy có vẻ có lẽ là mạnh hơn nha, thì tốc độ cũng khá lẹ, nhưng mà máy thì chưa có ra miếng khối nữa hết các bạn. Sóng tới nha, sóng của cái chiếc vừa qua lúc nãy, cái đây đây các bạn thấy dợn dợn sóng này. Cận cảnh chiếc sau nha, chiếc sau cái mũi này có vẻ là thông nước hơn cái chiếc phía trước nha các bạn, chạy dễ sống được kìa. Chạy bao cua sát bờ luôn các bạn ơi, có lại chạy đuôi với anh trước hay sao anh? Anh này chạy lật luôn lắm chân nha, ngoài luôn luôn nữa kìa. Còn cái anh phía trước này các bạn đi đúng luồng của tàu buôn nha, đây cái phao luồng này các bạn, nó vô mé ha, còn đây là luồng của tàu buôn nè. Anh trước nãy giờ mình thấy anh chạy đúng luồng nha các bạn, anh trong này hiện giờ thì anh chạy cái ảnh mình thấy là ảnh tâm như sát trong mé này nè các bạn, đi ngoài cái luồng của cái phao tàu buôn luôn nè. Đây phao rồi, phao rồi bạn, đây phao này các bạn, phao đỏ này nha, phao luồng của tàu buôn này. Hiện tại anh này anh đi đúng luồng này các bạn, nếu có gì sai sót thì mong các bạn bỏ qua nha. Anh này anh đi hiện tại thì đang bắn máy trong này, có lẽ anh đang đua tài hay sao dưới cái anh trước nha. Sắc mới trong luôn à. Phao luồng nha các bạn, anh ảnh đi bắn sát chuông ở trong này, đi kiểu đi tắt không. Thank you.
tới cái tàu tàu mình để em nhận cái ke nha các bạn. Đây, nhận ke bộ như thế này đây các bạn. Hiện tại thì có chiếc trung công ty mình đang nhận ha. Rồi có lẽ mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha.